Con chứ, anh có biết đây là trường của con không? Anh làm mấy cái chuyện tầm bậy ảnh hưởng đến con rồi sao? Nói chuyện một lần đi, rồi sao cũng được. Anh muốn gì nữa đây? Tất cả mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi kìa. Hiểu lầm, một lần là hiểu lầm đó, nhưng nhiều lần đó là sự thật. Anh và cô ta gần gũi với nhau bao nhiêu lần trong những tấm hình mà tôi gửi? Đó là công việc, bắt buộc anh phải gần gũi thôi. Công việc, công việc, công việc. Tôi nghe mà tôi phát chán lên rồi đó. Từ giờ anh được tự do, muốn làm gì thì làm đi. Bây giờ đúng sai đâu còn quan trọng nữa. Kể cả cô không đúng, tôi vẫn yêu cô. Cảm ơn chị nha. Anh biết là lỗi của anh, cho anh một cơ hội sửa sai được không? Anh cần em, cần con, anh cần gia đình của mình. Muộn rồi, bây giờ tôi không còn tin tất cả những gì mà anh nói nữa. Tôi cảm thấy thất vọng, ghê sợ và kinh tởm chính người chồng tôi đã từng rất yêu. Bây giờ anh phải làm sao? Anh làm sao để mới tin đây? Không cần làm gì hết. Bây giờ anh có làm gì nó cũng không còn ý nghĩa với tôi nữa. Cho anh một cơ hội nữa đi. Anh hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện để cho em được an tâm mà. Tin anh đi kìa. Muộn rồi. Tôi và các con đang sống rất tốt. Tôi có người khác rồi. Bây giờ là tìm được xem Kỳ đang ở đâu, rồi thuyết phục cô ấy về nhà. Ông ấy là fan của tôi. Từ khi tôi còn là người mẫu, ông đã mua nhà riêng cho tôi, tặng tôi những món quà đắt tiền, dẫn tôi đến những chỗ sang trọng. Ông hứa là sẽ mở một lớp dạy cắt quất cho tôi nữa kìa. Em có biết là em đang nói cái gì không Kỳ? Biết. Và tôi biết rất rõ là ông ấy sẽ làm tất cả những gì mà tôi muốn. Còn anh thì không. Anh chỉ đem đến cho tôi những đau khổ tủi nhục. Những năm mà tôi ở với anh, tôi chỉ biết hy sinh và chịu đựng thôi. Thậm chí tôi còn không nhận ra mình nữa kìa. Còn anh, anh thì phản bội tôi, ra ngoài vui vẻ với người phụ nữ khác. Bây giờ thì đủ rồi, chấm dứt mọi thứ ở đây đi. Đơn ly dị tôi cũng đã ký rồi, con tôi sẽ tự lo được. Anh không cần phải chu cấp một cái gì hết, cũng không cần phân chia tài sản gì hết. Anh cứ vui vẻ thoải mái bên người tình mới của anh đi, không cần phải vướng bận một cái gì hết. Từ bây giờ anh được tự do. Thank you.
địa chỉ của cô Thiên Kỳ và hai đứa nhỏ mà chị cần theo dõi. Kỳ làm vậy được? Em không ngờ Kỳ lại kỳ như vậy luôn á. Dám công khai sống với người ta như vợ chồng như vậy. Nè, chuyện này không kiện được đó. Giành quyền nuôi hai đứa nhỏ. Thôi đừng, cẩn thận làm tổn thương tụi nhỏ đấy. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Không được, em tức lắm. Vậy mà lúc nào cũng ghen lòng ghen lộn với ổng hết. Đúng là vừa ăn cắp mà vừa la làng. Nè, nói gì đi, im ru vậy? Tôi đang suy nghĩ. Kỳ nghĩ Bình ngoại tình được thì bả cũng có thể ngoại tình được, đúng không? Chuyện này cũng có khả năng xảy ra đấy. Phụ nữ mà giận lên ấy đáng sợ lắm.